Xin chào tất cả mọi người ha. Thì mình lại quay lại Thomas Dr. Anna Khanh. Thì cũng như clip trước mình đã giải thích về những câu hỏi của các bạn gửi về cho bác Khanh là về Thomas là gì, mình đã trả lời rồi. Thì clip này thì mình sẽ làm ngắn gọn thôi, là mình sẽ xem trực tiếp cái tình trạng là của khách hàng và sau khi làm thì khách hàng đã cải thiện được cái gì ha. Thì hôm nay là chị khách của chúng ta là chị Trinh. Chị Trinh thì năm nay là 32 tuổi nha. Thì chị lão hóa cũng một thời gian khá dài rồi, nhưng mà mình bận bịu với công việc nè, mình không có thời gian để đi làm đẹp nhiều. Thì hôm nay chị cũng đã tìm hiểu về bác Dr. Anna Khanh như thế nào rồi đó, sau đó bác chị tới để chị thực hiện cái dịch vụ là nâng cơ xóa nhăn Thomas. Dạ thì em chào chị Trinh ạ. Thì sau khi mà mình làm được 60 phút với nửa gương mặt rồi, thì bây giờ mình có hồi hộp và mình có mong đợi để mình xem được cái diện mạo nửa bên mặt của mình là như thế nào không chị Trinh? Dạ có, đang ngồi hộp. Rồi thì bây giờ em sẽ không có đợi mình đợi lâu ha. Thì em sẽ cho mình xem nửa bên của mình như thế nào để mình so sánh trước và sau khi làm ha. Rồi mình có thể mình cầm gương nha. Rồi mình dở ra, dở nửa gương mặt của mình ra. Mình có nhận xét gì so với trước khi mình làm không chị? Nhìn rất khác hẳn luôn á bác ơi. Rồi, trước khi làm là tình trạng của mình như thế nào? Mình có thể mình nói cho mọi người cùng biết luôn là trước khi làm mình tình trạng của mình ha. Trước khi làm là hai cái rãnh má này của mình á, nó sâu lắm. Nhìn như 40-50 tuổi vậy đó. Rồi cái bọng mắt nó cũng thâm nhiều, da nó cũng sạm mà giờ thấy da nó sáng nè. Cái rãnh này nó cũng cạn hơn. Dạ, da của mình nó cũng sáng lên luôn đúng không chị? Đối với tình trạng của chị Trinh á, vì khách hàng của chúng ta ngày hôm nay á, là trước khi làm là hai bên vùng mà rãnh á, người ta gọi là râu rồng á, nó rất là dài và gần xuống tới cái rãnh miệng luôn. Do một thời gian quá dài, chị Trinh không có can thiệp vào những công nghệ làm trẻ hóa. Và thứ hai nữa là cái vùng bọng mắt á, da trùng và những cái vết nhăn li ti rất là nhiều, và kết hợp thêm nữa là bị thâm vùng mắt và da của chị nó không có được sáng màu. Thì sau khi 60 phút mình làm xong nửa bên mặt thì mình thấy có sự thay đổi, nhưng mà đây là chỉ 10-30% thôi chứ nó không quá nhiều. Thì cái kết quả là nó sẽ nâng lên cho mình trong vòng 3-6 tháng thì cái hiệu quả nó mang lại cho mình còn cao hơn nữa nha mọi người, chứ không phải đây là cái kết quả cuối cùng ha. Thì sau khi mà một hồi nữa bác Khanh làm cho mình nửa bên mặt còn lại nữa thì mình sẽ thấy gương mặt của mình sẽ trẻ ra, trước tiên là cũng khoảng vài tuổi ha, khoảng 3-4 tuổi trước tiên ha. Thì cái đó mình cũng đã đủ tự tin để mà mình đi gặp bạn bè nè, mình khoe bạn bè mình là vừa trải nghiệm mỗi công nghệ mà nó mang lại cho mình một cái sự trẻ trung như vậy ha. Thì nhưng mà nhớ giới thiệu cho bạn bè cùng làm luôn nha chị Trinh. Chắc chắn. Rồi bây giờ thì cho em hỏi xin một câu hỏi nữa, đó là vì sao mà mình biết được cái thông tin về bác sĩ Khanh mà mình tới tại phòng khám bác Khanh để mình làm cái thảo mát này chị? Mình biết bác Khanh qua Facebook. Nói chung là cũng hay lướt Facebook thì thấy bác Khanh trực tiếp làm cái công nghệ Thomas. Mình thấy nó cũng có nhiều khách hàng có hiệu quả. Nên là quyết tâm phải trải nghiệm cái dịch vụ này. Lấy hết can đảm đi đúng không? Chứ nhiều phụ nữ cứ hay là suy nghĩ hoặc là hay đắn đo cho nên không đi làm, để cái tình trạng nó quá nhiều. Lúc đó mình làm thì hiệu quả nó không còn cao. Cho nên khi mà mình còn trẻ thì cái tốc độ nhân sinh collagen của mình còn cao, còn mạnh đó, thì nên mình làm để cho cái hiệu quả nó phát huy một cách tốt nhất, chứ đừng để quá trễ rồi lúc đó mình làm thì hiệu quả nó sẽ không cao nha mọi người ha. Cho nên mình sẽ cân nhắc nha. Thì hiện tại bác Khanh đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho mọi người á. Cho nên nếu như mà mình đang quan tâm thì mình cứ việc mạnh dạn mình để lại số điện thoại hoặc là comment inbox trực tiếp, thì đội ngũ tư vấn và trợ lý của bác sĩ Khanh sẽ liên hệ trực tiếp và tư vấn cho mình luôn, hoặc là đặt lịch để cho mình tới để có người hỗ trợ thăm khám và tư vấn cho mình luôn nha mọi người ha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.